Ok, yeah, và chào mừng đã quay trở lại với Minecraft Hexxit. Có thể gọi là lâu lắm rồi mình mới record cái map, cái modpack này. Tại vì mình rất thích chơi modpack, nhưng mà do có thể gọi là do lười, lười nên mình mới không thể nào mình mới không chịu record cái modpack này thôi. Thì yeah, hôm nay mình sẽ record. Mẹ, lâu rồi không record mà. Ok, hơn là trước lúc mà mình chưa record mình đã có làm một số thứ để mà đồ mình trở lại nguyên dạng trước rồi đấy. Thì hôm nay như tập trước mình nhớ là mình đã nói với các bạn là mình sẽ làm một cái map nho nhỏ để mà đi xuống cái Twilight Forest. Các bạn sẽ tìm thấy những cái con boss ở dưới nó dễ hơn. Thì map ấy nó là như thế nào nè, thế này thì các bạn cần cái này. Ok, edit. Bây giờ cái này làm sao ta? Power. Cái này thì mình có, đúng nhỉ? Này thì mình có, cái này thì mình đã biết phải tìm ở đâu. Từ để check in mấy cái này. Oh what the heck, chắc kỳ này chúng ta phải xuống dưới đó một lần nữa rồi, do là giờ mình không thấy đồ đâu hết. Vãi, mà cái này dùng để trang trí nhà các bạn, cái này để dùng để trang trí nhà nhìn khá là đẹp, cũng kiểu đất chung là trang trí khá là ok. Nhưng mà trời đang mưa và đang là buổi tối, chắc mình sẽ đi ngủ. Còn sấm sét nữa, anh sợ sấm sét lắm ấy. Thấy BD chưa? Lâu quá không chơi drop frame thế. Ôi giời, Gripper, mày biết cái lều rồi. Nãy biết tại lý do drop frame là do cái con Gripper. Chết này chứ mình coi enjoy cái này, coi cái infinity này khá là ok. Arrow. Ủa mà sao cái đó là biến thành màu vàng ta? Cái gì vậy? Nãy sấm sét nó đổ à? Hay là cái pip gì? Oh my god, cung tên từ lâu chưa ở đây này. Bớt ra tí. Tem cái đây Protection Mode. Sao sẽ lại đồ nào, cái gun power rồi này nọ. Ở đây mình trong cái Hexxit này chúng ta còn phải cần nhịp backpack đấy. Ok, nó sẽ đi xuống dưới ở đây, xuống dưới đây. Bingo. Twilight Arrival. Nếu mình có đại cái enchantment này mà rock frame và cái bíp. Ok, bình thường chưa? Được rồi thì chúng ta đi tìm cái đấy thôi. Mình cái đấy cho biết cái đấy làm sao nhỉ? Vãi linh hồn. Đâu vậy? Ôi vãi linh hồn. Từ từ, ok, bình thường. Chúng ta được cái rìu. Rìu này không biết có hơn rìu này không. Mày bị điên à? Nhớ mày sida tao đó. Vãi, nó chọc cái này à. Chết. Tìm cái đó sao nha. Cái này mình chưa nghiên cứu rồi. Chết tôi mất. Ê, nó cho mình cái thở dưới nước này. Có vẻ cái tạm được đó nha. Lên Emerald này. Emerald block. Đâu rồi? Vãi. Ốp. Nãy giờ lắc à? Nãy giờ lắc à? Ê ê ê ê ê ê á cái này hậu mấy bác tròn đấy mấy cái Minecraft của tròn kệ. Wow Creeper chùm ôi vãi chùm chùm gì bay lên cao thế. Ủa được gì ủa vãi cái này luôn. Yes cái này thì ai có biết thì nó cũng là để mình xem cách chế tạo đấy đấy vãi. Nó như thế này này thì cái metal ship này chắc các bạn cũng biết rồi. Cái này thì có thể làm được cái giáp mà mình đang để nhà. Oh my god. Nhưng mà khi các bạn xài thì nó sẽ hút đồ lại nhưng mình không thích xài. Ok. Nhà đã đánh dấu không phải sắn. Đi. 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 Bắt cô lên. Yes. Đúng rồi. Chắc phải đi dòng dòng comment rồi. Từ bật map lên. Khu rừng. Đây là căn nhà có thể nói là khá là ok. Thì mình ở đây toàn là đây rồi. Căn nhà này thì nó dành cho Ghast. Ghast là một cái con boss trong Twilight Forest, gần giống như con Twitch mình đã đánh. Chắc chúng ta phải tới đó mà. Các bạn biết làm gì không? Cũng biết làm gì nữa. Cái mà drop frame. Oh my god. Thì các bạn kêu mình mang cái này đi. Có một bạn của mình là bác lấy cái này để mang đi. Thì mình có enchant cái này không bị mất level, nó không sao. Và chủ yếu lấy cái unbreaking 3 thôi để mà được xài lâu và bền. Ok, cái này các bạn có thể fly. Oh my god. Vậy nhân với cái bíp ra. Over. Drop frame ever. Wow, chúng ta sẽ đi từ từ lên chứ không cũng phải bay thẳng lên trên. Nên là mình sẽ có cái này đi. Chúng ta phải chơi như thế. Ok. Bây giờ ta phải vào rừng. Vào rừng nghe hơi ghê. Hey, đừng ai hiếp ra nhá. Cái gì thế kia? Mist Walker. Má mèo đen à. Nó phải là Black Walker. Đừng cơ mà. Nó cho mình cái ok, chết đi. Lắc cơ mà nó ra. Ok. Trời ơi, ngon nó. Đây cho mình. Cái bình này cũng là một trong những thứ mà mình phải sưu tầm. Ok, chúng ta phải thế này thêm 5 cái biết đủ chưa. Ok, thế này thêm tầm 3, 4, 5 cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái chỗ này đấy, 6 cái nữa là một stack. Ok, tính quá hay. Hồi nãy khu rừng nó đâu nhỉ? Ở trung tâm. Hy vọng không có con nào bỏ kê cái khu đấy. Ok, chết cái đầu mày ta cũng không thích đâu. Ok, đừng quăng nữa. Ok, tao nói đầu mày tao không thích. Nghe chưa biết chít là biết vứt cái màu xám này chứ chả cần, nó chả liên quan gì chứ tới việc mình phải vào đấy hết. Mà ok ấy. Mấy cái lỗ này đập được à? Ui, mấy cái gỗ cái này kia nó bị móc này nó mới đập được này. Chứ gỗ này, cái này đập được, nhưng mà đập khá lâu. Cái bếp của mình, cái này muốn xây kiểu kiên cố mà. Ở đây cái bếp gì à? Đấy được này. Ôi, mày cứ tàng hình. Mang về. Em mang về nhà. Xanh lấy 2 cái. Thương cứu. Đây mẹ kiểu như từ phía không? Đấy, mình sẽ đi bên này trước theo quán tính nha. Mình sẽ hãy đi theo kiểu quán tính chứ không phải. Oh, ở đây có cái này không cần. Trong đây kỳ hot. Đó, có gì hết. Shit, chắc có gì hot hết. Mà mình đang làm cái kích khỉ trong đây thế. Đấy, oh, vãi, máy bắn rồi. À, vãi lìn. Dạo này máy tính mình thấy lộn lắm nha. Drop frame whatever luôn. Ok, lấy cái này. Có mỗi cái này riêng lẻ này. Fuck. Sắt rồi. Sao sắt có gì hot? Chả có gì hot thôi. Hình như nhà mình là mình có cái tủ sắt rồi nha, không cần gì đâu. Oh. Ok. Tôi qua đây. Để xem có cái gì mẹ như mê cung thế. Đây cái mà mê cung mà. Ê, cái gì vậy? Ok, au, bitch. Oh, nhẹ nè. Khá là nhiều nhện. À, mày biết để ta cắm thoát chứ con. Đâu phát. Quất lên đây cái. Ok. Ôi, cái gì vậy? Cái con gì to thế? Ây da, what the heck? Có spawn đây à? Ok. Cho tao tắm screenshot nha. Đấy, ấy à, đậu xanh. Đấy, chụp screenshot. Đấy, ngon. Rồi chết đi. Goodbye. Ồ, cái này con kiểu con golem á. Đây chả có gì hết. Ngoài cái đống bùi người này. Mà mình lấy cả cái quần này luôn. Mình mang theo cái... Ô, chết đi. Mày là nếu mà mày là con golem ở dưới thế giới bình thường thì tao không phải gì sợ mày hết. Quá chuẩn, chuẩn bảo. Ồ, mình nghe tiếng Creeper. Ok lên. Ồ, mấy cái này là các bạn có thể hiểu được là con Ghast nó bị mini này. Quái, thằng nào bắn mình xuống, đánh mình xuống. À, the fuck. Oh, what the heck. Ok, này cắm đốt, cắm thốt. Ok. Ghast mini này. Anh này áo sợ không? Hí. Mày tưởng mày là ai? Nha, không phải không, anh mày không phải nhanh vừa đâu. Ấy à. Chết rồi. Ok, lên. Dây. Ok, lên. Hí. Ai đây không? Everybody here? Không ai để hết. Ok, ở phòng, chúng mình lại cho tao vào mấy cung nữa. Ồ, đây có rường, ở đây, yeah, chúng ta được. Ồ, nó có nước mắt của Ghast này, hai cái feeder này. Ồ, có cái này là cái này hơi lạ, chúng ta sẽ cất vào cái backpack màu hồng xinh xinh dễ thương này. Ok, đầu tiên mình sẽ cất vào đây mấy thứ mà chúng ta gọi là không cần. Cái mình cần nhé, cái này mình cần, cái này mình không cần, cái này mình không cần, cái này mình cũng không cần, cái này mình cũng không cần, cái này cũng không cần, cái này cần. Hai cái điều này vứt đi, mỗi tên thì cần một cái thôi, không cần nhiều. Ok, thang thì vứt cái như đây, start đi. Ok, đây tầm 10 bông. Ok, rồi lấy hết luôn. Mình khá là một thằng này chuẩn bị, khá là chuẩn bị đấy, không phải gì cũng vừa đâu. Hơn chưa có bạn gái á, bạn gái là chuẩn bị nhiều hơn. Mình săn nát cái biết rồi. Ok, chúng ta có cái này, và cái Redwood. Ok, chúng ta lấy Redwood đi nha, tại mình vẫn chưa tìm thấy cái kia nên là chúng ta chưa xài tới wood thôi. Ok, ở đây còn cái rương. Ô, diamond, yes. Cả thích, không cần cái này. Cái này chả biết là cái gì, lát về tìm hiểu. Nó sẽ... oh. Có thể mình sẽ nhảy lên đây. Mà đi, mình nhảy lên đây, mình qua đây, không có hợp trong kia. Mẹ, nó rối mà là... oh. Ok. Khó hiểu gì ta. Ô, mình không bị cắm port ở đây luôn à. Vãi, cắm xong nó rớt. Ôi bà lờ. Ôi, vãi. Có vẻ nguy hiểm. Trong tòa thành này giờ hiện nay có vẻ nguy hiểm ấy. Từ check cái này tí. Ok. Ok. Oh, cái này. Ok, ngon. Cái này có cần thiết hết. Ngon. Còn có thể nhảy lên đây, ngon. Ok. Mình làm thằng chỉ thích đi tắt thôi, không bao giờ đi cửa chính. Ok, có cá. Cá không cần nè. Cái này mình cần. Cái flint không cần nữa. Tại vì mình đâu có xài gì tới cái flint đâu. Ok. Crafting table mình cũng không cần. Do mình có cái túi có thể craft được. Ok, ra đây chúng ta sẽ được một gọi là mẹ đường đi vô tận này. Nói thật, trực tiếp bắt đầu trước với cái này. Tới cái hello adu gu như bò này, gu này, gu này, creeper này, gu này, ấy á, nó phá hoại hết rồi. Ok. Chết nhé con. Đó, đây rồi, mình đã tìm được mẹ chỗ spawn. Số spawn trên đây đúng không? Ồ, không phải. chế mình hơi chế tí, bạn thông cảm bạn. Đang gấp còn gặp tao hơn. Ok, chúng ta có cái gì đây? Wood. Ok, vứt. Yeah. Ok, cái này cần, cái này phải mang về. Chúng ta sẽ cất tiếp vào đây. Lại trừ tiếp một cái này cái chỗ luôn đâu chứ. Cái chúng ta gần gạt cần gạt này đi thì có chuyện gì xảy ra nè. Vậy cần gạt này đi thì nó cho mình mở ra. Có vẻ chu đáo nha, thằng nào làm có vẻ chu đáo nha. Sẽ đặt nó phát đâm à, làm chú đáo đấy, không sao thẳng cái cầu thang để tôi đi lên đi đâm à. Ok, redstone đã biết làm gì học lấy trước đi, lỡ có chuyện gì sẽ làm thì sao. Đây thử. Ok, wow, vì nãy giờ chúng ta mới đi tới đây thôi á. Và có vẻ chúng ta đã đi một cái lều gì mà to thế. Ok. Thế như mình biết thì chúng ta đã đi sai. Chúng ta lên đây chưa vào được cấp chính. Ok, chúng ta sẽ đấy. Và hey, mày ta biết mày chỉ cần một tí xíu công lực nữa thôi. Này. Ok. Này, ok. Mày còn tí 9 10 lượt bay nữa. Ok. What the. Lần này á. Nó qua đây nha, đúng không? Đánh bài ấy. Đấy, cái này cho nhanh. Chứ nãy giờ đi vòng vòng với mình lắm rồi. Ok, mình còn 9 được bay nữa không? 1 2 3 4. Ok, bitches, cái lưới ấy, bắn cung này. Mưa tắm mưa được không? Mưa axit đúng không? Mưa axit. Tao cứ tắm mưa mày cho mày biết. Mày đi thả axit xuống đầu tao này. Chết nha con. À mình nhớ rồi, đây nó làm thế này này ấy, rồi sau đó giết theo như những gì mình được biết ấy, đây là cách có thể gọi là giết con cá cực kỳ nhanh. Mày xuống đây, xuống đây. Oh god, fucking oh god. Các bạn cứ làm như thế thôi ở 4 cái cột đỉnh này. Yes, tập này mình sẽ chỉ các bạn mẹo giết con ghast luôn. Ok, ra chưa? Chết này, còn gì nữa, chết luôn nhá. Ủa, mình đâu thấy con nào bay nữa đâu. Mẹ cái này bị lỗi à, lỗi này nhà mày sao đổi quá vậy, lỗi không à, mưa axit này. Ồ, một phần là mình đang cực kỳ rock cái axit dính mưa axit, trời ơi axit. Ok vô. Ok một con bị biến what rồi. Nãy mình mới thấy là có cái con nào đấy đâu đây mà ngoài cái con khủng bố này ra nóng mở tay máy, còn con gì đó đã đây mà. Ê máy này cái bị lỗi làm gì đâu freaking Đây, cái này sẽ cũng thôi. Đấy. Làm mà kiểu như mình phải đứng đây chờ nó spawn ra. Mất dịch thế. Không chỗ nào đâu. Đi bắn lượt luôn. Ok. Đấy. Chỗ này này, Ấy da. Chết. Chết chưa? Chết này. Yeah. Đậu xanh rau mía chết đi rồi, con mẹ vào đây. Yes, chuẩn bài, anh mày đã biết cách cho mày vào đây rồi nha. Rồi đập mẹ hả con, xuống đây này, nhắm mắt cái píp gì, nhắm mắt cái mông. Ôi giời, tôi mà xít thốn rồi đấy. Ở đây rồi, Oh dear, chết, chết. Xuống, đâu mà chứ xuống. Ê, mình đang bắn mẹ sniper. Ủa. Ý. Mày hồi máu này. Mà cái nào mới là đúng ta. Au. Ồ, núp vào, mưa axit vậy này thốn rồi đấy. Biến nhá, mày đừng có khóc. Khóc con khỉ. Sao mày khóc, thích khóc thế nhỉ. Ấy. Rồi, quả này là mày chết luôn. Hùng. Yes. Wow. Mình biết là mình sẽ làm được mà. Mình đã giết được thành công con ghast. Oh my god. Cái đường hiện lên nè. Các bạn biết làm gì rồi phải không? Mở rương. Ồ nó được. Ồ khỏe. Cái này có thể làm. Ồ cái này là thiết kế của cái cửa này. Đấy. Cái này ok. Cái này được đấy. Còn cái này làm được cái gì? Fire plus và cái plus. Cái này có thể làm được cái này. Và cái này có thể làm được giáp và kiếm. Fire Aspect 1, lửa 2. Ok ngon. Có vẻ ngon. Và đặc biệt đầu tiên mình thích cái này. Ok yeah. Wow, trận này có vẻ hơi bị hấp dẫn tí. Do mình sẽ cố gắng làm nhanh cái Hexxit này trong lúc là chờ cái hardcore tục thôi. Ồ, mình hư luôn cái nón rồi đấy. Một ngày mình chưa. Vậy nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Yeah, cũng như mọi khi, và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. See you.